Chào mừng quý cô, chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh youtube của em Hoàng Nhung Hải Dương Và ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu pinarello Một thương hiệu cũng rất chi là nổi tiếng Một chiếc pinarello với model là Gan T600 Xe thì được trang bị bộ group Shimano 105 r tám khung sườn carbon và chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm càng có địa chỉ tại Cổ Dũng Kim Thành Hải Dương càng rất hân hạnh được đón tiếp các bác Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua số điện thoại 0989668195 Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Nhìn tổng thể thì chiếc gan T600 này thì cực kỳ mới luôn, độ mới thì rất là cao. Xe về như nào là em trả các bác như vậy, có bị lỗi hay bị chảy xước gì, em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ. Một chiếc gan T600 màu sơn thì cũng cực đẹp luôn độ mới thì cực kỳ cao. Xe thì được trang bị bộ group Shimano 105 r 5008 Trước tiên thì em cũng sẽ đo cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế nhé. Xe thì có size gióng ngang là 47. Và gióng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên. Là 43. 43 tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi cả về hình thức chất lượng và giá cả nên là các bác cứ yên tâm mua hàng khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh giấy tờ của xe khi ở bên nhật em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn hàng xịn và hàng chính hãng đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ nhật về các bác nhé màu sơn những cũng rất đẹp và rất là bóng các bác nhá màu trắng pha một chút màu hồng tím thôi nhá gầm xe thì tem mát còn nguyên và đầy đủ theo xe không bị chảy xước gì đâu các bác nhá độ mới thì rất là cao Và chiếc xe này thì có giá là 31 triệu. Cửa hàng em thì bao ship và ship code toàn quốc cho các bác. Bác nào mà thích cái dòng Pilazelo này, thích kia màu sơn này, phù hợp với size số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ nhấc máy lên và alo ngay cho cửa hàng theo số điện thoại 0989668195. Số điện thoại em có ghim trên màn hình đấy ạ. Vành bánh lốp láp cũng còn rất là mới luôn. Lốp là lốp Pilazelo Victoria 700x25C. Vành là vành RX các bác nhá. Độ mới thì rất là cao. Chất xe thì cực đẹp luôn, tem mác còn nguyên và đầy đủ theo xe luôn các bác nhá. Phanh sau Shimano 105 cũng rất là mới và rất là bóng ạ. À. Đấy các bác nhìn lốp cũng rất là mới luôn. Các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Yên là in mốt các bác nhé Đầu xe đầu mốt luôn Rất là xịn sò Tay quấn tay phanh thì uh, Nguyên bản theo xe luôn Shimano 105 Cái đồng hồ này là nguyên bản theo xe luôn các bác nhé Rất là xịn sò luôn đấy ạ Cửa hàng em thì nói không với hàng fake Đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này Là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về Chứ không phải là bán cho các bác xong là xong tay đâu Nên là các bác cứ yên tâm mua hàng thôi ạ Và cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau Hàng về liên tục Bác nào mà thích cái dòng xe nào Size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng theo số điện thoại em có ghi trên màn hình ạ. Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn và phù hợp nhất với các bác có thể ạ. Một chiếc Pinazello gan T600 rất là đẹp luôn. Bác nào mà thích cái dòng này mà phù hợp với size số của mình thì cứ alo ngay cho cửa hàng nhé. khung sườn thì không có một gân gợn cháy xước nào các bác nhé nhưng em cũng sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo ạ lốp victoria vành là vành shimano rx các bác nhé rất là xịn sò luôn khung sườn thì rất là mới và rất là bóng luôn đùi đĩa shimano cũng rất là mới các bác ạ có hai tầng đĩa tầng ngoài là 50 răng và tầng trong là 34 răng các bác nhé Đè lip Shimano 105 để các bác nhìn nó vẫn còn nguyên lớp li lông ở độ mới thì rất là cao luôn rất là mới và rất là bóng các bác nhé Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Pila Zelo một thương hiệu rất là nổi tiếng một chiếc Pinazello Gan 600 Xe thì được trang bị bộ group Shimano 105 5 r 5008, khung sườn carbon. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.